Tôi xin chào tất cả mọi người. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có tiện đường là đi qua đây là đi vào thăm ông bà cụ mà sống biệt lập một chút cô bác. Và đồng thời cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại thêm một chút cái khoảnh khắc mà phải nói là trong cái khoảng thời gian đây mấy lâu nay thì cũng vắng hình ảnh của ông bà cụ mà sống biệt lập rồi cô bác. Con đường đi vào nhà của ông bà cụ thì phải nói là một con đường cũng gọi là cái con đường mà mình đi nhiều, thành ra là cỏ không có mọc được thôi. Ở bên xung quanh nhà thì có những cái cây chè thì rất là cao và rất là cao và rất là to này cô bác này. Cái đồi chè này là đồi chè là của bên thôn, người ta là cho ông bà cụ ở đây là ở nhờ cô bác. Ở dưới nhà cũ của ông bà cụ thì hiện tại là ngôi nhà cũng xuống cấp rất là nhiều rồi, thành ra là ông bà cụ là dọn lên trên này ở một phần là trong đồi chè, và phần thứ hai thì cũng vừa là ở trên này là kiếm cho mình thêm những cái khoản mà thu nhập hàng tháng nữa cô bác ạ. Có thể như là một số cô bác theo dõi sau không có hiểu về cái hoàn cảnh của ông bà cụ này thì một tí nữa cháu Lực sẽ tóm tắt lại thêm một chút cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Đấy, từ xa xa thì cháu Lực cũng đã nghe thấy tiếng chó của ông rồi. Chó với lại dê thì hôm nọ là được bác thả đố, bác có nhờ cháu Lực là mua dê với lại chó cho ông bà. Chó thì có vẻ như là rất là dữ cô bác, sau mấy ngày không lên thì có vẻ như nó đã không có biết cháu Lực hay sao rồi. Ông thì đang ở nhà này. Đang Panama bố? À. Đang Panama? Ừ. Mẹ bây giờ lấy? Đi về anh ta nghe tên thật này cầu hào với ba bè cầu hào với tôi anh ta. À. Này thì tôi. À. Thế mấy hôm nay là ông bà là có bị làm sao, không có ốm đâu gì không? Bà cô cũng ốm đấy. Bà cũng ốm à? Thế ông có bị sao không? Ông cũng ốm đấy. Ông cũng ốm à? Ừ. Ông là bị ốm như nào? 2 đêm. Ông thì bị ốm 2 hôm nay rồi à? À. Ông ơi. Ông ốm 2-3 ngày này. 2-3 ngày rồi à? Ừ. Ông có vẻ như là hôm nay đi vào thăm ông bà cụ của bác thì cũng biết là ông ốm 2-3 ngày rồi. Nhìn cái sắc mặt của ông thì có vẻ như là thay đổi rất là nhiều cô bác. Ông với bà thì nấu cơm chưa? Chưa nấu à? Ừ. Thế đây là thức ăn hả ông? Đây là rau à? Ừ. Đây là rau á? Ừ. Đây thì được ông với bà là đi lên rừng tìm về. À, đi lên rừng là tìm à? Ừ. À. Rau này là rau dớn à nhỉ? Đúng không cô bác? Đây, rau này là rau dớn hay sao rồi? Đấy, cũng được là ông với bà là đi vào rừng kiếm củi xong là cũng tiện thể là nhặt rau về luôn. Còn nó không biết rau này là rau gì đây. Hay cho nó không biết là rau này là rau gì. Như gạo mì chính này kia thì ông còn không? Còn. Còn à? Ừ. Gạo này ở đây à? Gạo đây cũng còn. À, đây cũng còn à? À, thế thì gạo là vẫn còn nhiều nhỉ? Ừ.
Thức ăn thì hết rồi à? Hết. Anh nhìn vào chỗ ngủ của ông bà thì cũng phải nói là có bác hôm nọ thì cũng được là bác hôm nọ thì cũng được là chị Giáng My là nhờ cháu Lực là đi mua cho ông là thêm màn mới này, thêm nệm nữa với lại chăn nữa, thì bây giờ chỗ ngủ của ông có vẻ như là ấm cúng hơn một chút cô bác. Đây hai vợ chồng thì sống trong một cái ngôi một chút túp lều. Lúc tiếp rồi. Đây lên nhà ông thì lần nào ông cũng mời uống nước chè này cô bác này. Màu nước chè của ông thì cũng một cái màu vàng này rất là đẹp cô bác. Chè của nhà ông thì ông tự sao tự làm hoàn toàn bằng thủ công mọi cái thì rất là thơm cô bác ạ. Anh ngồi tâm sự với ông thêm một chút nữa. Thế ông bị ốm như nào không? Đau đầu à? Ừ. Có bị sổ mũi nữa không ông? Hả? Tăng tê bố. Bị cả sổ mũi à? Ừ, bị cả mũi đấy. Bị cả mũi à? Ừ. Thế đêm thì có ngủ được không ông? Hay là đêm là không ngủ được. Đêm là không ngủ được à? Ừ, cố ra ngoài liên tục. Là đi ra ngoài vệ sinh là liên tục à? Ừ. Ở chỗ của ông bà cụ thì phải nói là đêm mà đi vệ sinh các bác thì toàn là đi vào trong rừng kia thôi. Ở kia thì cháu Lực nhìn thấy là ông bà cụ có làm một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở bên kia nữa. Nhà vệ sinh được ông bà thì cách cái ngôi nhà của ông rất là xa các bác ạ. Ở đây thì có một số những cái đồ đạc thì cũng được là các bác gửi lên cho với lại là cháu Lực đi mua cho ông bà nữa. Bà thì đến mấy giờ thì về không? Là 6 giờ 5 giờ đấy. 6 giờ 5 giờ mới về à? Bây giờ sắp đến. Thế thời gian này thì ông có đi đâu làm gì không? Không à? Không có ai thuê làm gì. Thời gian này thì không ai thuê à? Ừ. Hôm nọ thì nghe đấy ông bảo là đi hót phân cho người ta đúng không? Vâng. À, đi làm được mấy ngày không? Là không làm tính đủ ngày là 2 ngày chứ. Tính đủ ngày là 2 ngày à? Ừ. À. Là mỗi ngày là ông đi một buổi à hay là như nào? Ừ, cũng đi một buổi. À. Đây, cái bếp củi của ông thì phải nói là cái phần là để củi trên này cô bác này cũng rất là thấp thôi cô bác. Đấy, ông bà mà không cẩn thận cái là có thể là bị cháy cả nhà luôn đấy. Mấy hôm nắng vừa rồi thì ông có đi lấy củi được tí nào không? Lấy được một chút à? Ừ. Có mang đi bán không? Không có ai mua. Không có ai mua nữa à? Ừ. À. Lấy để đây khô là bảo về mua. Là bảo về mua à? Ừ. À là có nghĩa là mình để trên này khô như bó này đúng không? Ừ. Ồ, thế là củi tươi là không ai mua đúng không? Không có ai mua đâu. À, thế là củi tươi là không có ai mua cô bác ạ. Ông phải đi lấy về xong là để lên trên cái gác bếp như này này. Để lúc nào khô thì người ta mới mua được. Trong dưới đây là có ba bó củi. Ba bó củi à? Ừ, ba bó củi khô đấy. À, thế dê thì như nào vậy ông? Có khỏe mạnh không? Mạnh đấy. Khỏe mạnh à? Ừ. Thế bây giờ nếu mà mua thêm một con nữa thì ông bà có nuôi được không? Được. Được à? Ừ. À. Hôm nay thì một tí nữa thì cháu Lực cũng sẽ bật mí thêm một niềm vui nữa cho ông cụ nghe nữa. Bác Thảo Đố là có mua thêm cho ông bà cụ thêm một con dê đực nữa. Hôm nọ là bác ấy gửi cho cháu Lực là mua con dê cái. Đợt này thì sẽ là mua con dê đực. Lần này mua thì sẽ mua dê đực không ông? Ông có muốn mua dê đực không? Mai là 19 là ba vừa là đi của
anh nội anh của bà đi đám cưới đấy. Thế là bà là đi đám cưới à? Nhưng mà ông có đi không? Không. Đi một người thôi. Ông để ở đây là trong nhà, xong là trong dê, trong chó nữa đúng không? Là một người là phải ở nhà rồi nhỉ? Ông bữa ông thì bảo là mai bà sẽ đi đám cưới ở bên nhà ngoại của ông, nhà ngoại của ông bà hay sao ấy. Cháu Lực cũng muốn tìm hiểu được rằng là ông bà thì được bên ngoại đó các bác, bên ngoại thì cũng hay quan tâm tới cái cuộc sống của ông bà cụ. Phải nói là ông thì cũng là một người mà bị một chút quấy của cháu Quân, của ông nội là bị một chút thiểu năng về trí tuệ các bác. Hai vợ chồng không có ai là gọi là minh mẫn cả. Bà thì bị nặng hơn, còn ông thì bị nhẹ hơn. Đấy, ngôi nhà của ông thì ở đây thì cũng được là bên xá người ta là cho ở nhờ thôi các bác. Chứ còn đi xuống cái nhà cũ của ông thì hầu như là hàng xóm xung quanh ấy, ai cũng đều ghét bỏ ông bà một chút hay sao á. Ông với bà là rất có thể là rất là tuổi thân luôn các bác. Khi mà sinh ra thì mong muốn rằng là có hai vợ chồng lấy nhau là mong muốn rằng là sẽ có một người con để mà chăm lo cho ông lúc về già. Nhưng cuối cùng thì thành quả thì cái sự may mắn không có mỉm cười với ông, với ông với bà. Theo như cháu Lực tìm hiểu được rằng là sau này nếu mà ông cụ về già không có sức khỏe nữa thì sẽ được bên nhà ngoại của bà là có thể là về lo cái phần đám tang hay là như nào đấy cô bác. Ở đây thì cháu Lực nói cho cô bác hiểu một chút thôi, hơi nói sâu xa một chút, nhưng mà cũng mong sao là ông bà sẽ có sức khỏe. Dê của ông thì hôm nay là ông chăn ở tận đâu? Cũng ở đây là bên kia. Là ở bên kia à? Thế mày hôm nay có đi hái chè bán được chút nào không? Không. Không à? Thế là thời gian này ông với bà thì ở nhà là hay làm những công việc gì? Không làm gì được. Không làm gì được à? Ốm nặng, không làm gì được. Ông thì bị ốm được 2 hôm rồi à? Chỉ có là tạm chặt củi. Là mình cứ đi chặt củi về xong là để trên này cho người ta về mua đúng không? Đấy là mình cũng đi làm chứ không phải không làm gì ông ạ? Lúc làm được thì làm, lúc làm không được thì là ngồi nghỉ à? Đấy, ở đây là cũng được là ông là đang đeo cái đôi dép mà của bác là Trương Thị Ngọc Minh, bác có gửi cho ông bà. Bác Trương Thị Ngọc Minh thì gửi cho ông bà là rất nhiều những cái bộ quần áo này cô bác này. Đấy, ở đây thì ông đi xách nước với cô bác này, đi lấy những cái can nhựa này về xách này. Cho Lực nhớ không nhầm là cái can này cũng được bác là Trương Thị Ngọc Minh là gửi cho ông bà để cho ông bà đi xách nước. Mỗi lần mà ông bà đi xách nước này là đi rất là xa các bác ạ. Có khi thì ông phải đi hẳn tầm một cây số để xách được nước. Hoặc là như cái cú này của ông bà thì ông bà cũng không có nỡ là vứt đi này các bác này. Mặc dù là có cái mới thôi nhưng mà cái cú của ông bà thì ông bà vẫn còn tận dụng lại về để cho về để dùng ấy các bác. Thì không biết là đây là món cơm của ông bà là món gì đây. Trưa nay là ăn cơm với lại đây là rau gì đâu? Đây cũng rau độc đặc. Ông bảo chất lượng là rau độc đặc hay không bác? Ăn. Cái này là rau khoai lang ông ạ. Đấy khoai lang đấy. Thế trưa nay chỉ ăn khoai lang với lại cơm này à? Thế cái nồi này là nồi gì đấy ông? Nồi. Nồi nước. Nồi nước đúng không? Vâng. Ở đây thì ông tận dụng lại tất cả những bên để ở đây thì ông tận dụng tất cả những cái đồ dùng ở trong nhà của ông, những cái
nồi này, những cái chậu này thì ông dùng để đựng nước của bác ạ. Còn ra phía bên này thì chắc là những cái bao gạo, bao thóc của ông hay sao ấy. Cháu Lực nhìn thấy một cái sọt. Ở bên kia thì có một cái thùng nhựa màu trắng kia. Thì không biết là ông đang để cái gì. Ở trong kia thì ông để cái gì ông? À? Ở trong cái thùng nhựa màu trắng kia thì ông để cái gì đấy? Thóc. Thóc à? À là ông tận dụng lại để thóc của bác ạ. Hãy để vào trong cái thùng nhựa như này thì chuột sói không có ăn được. Nhưng mà nếu mà mình để vào bao như này thì chuột sẽ ăn được. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là cái ngôi nhà của ông thì có vẻ như là có chuột rất là nhiều. Ở đây thì đến đêm thì có chuột nhiều không ông? Có lại. Có chuột nhiều à? Ừ. Này vào ở dưới gầm giường của ông của bác này cũng rất là nhìn trông có vẻ như là rất là không có được gọn gàng cho lắm. Có những cái thùng chai nhựa này. Ở đây thì có ông có sợ rắn vào đây không đấy? Không sợ. Không sợ á? À? Ừ. Oh. Thấy ông với bà thì hầu như là rất là quen thuộc với cuộc sống. Lâu lắm rồi không thấy con nào. À, trước kia thì có không ông? Không chưa bao giờ có đâu, đúng không? Chưa bao giờ có. Thấy ông với bà thì phải nói là rất là quen thuộc với cuộc sống bây giờ rồi, cho nên là cứ thế mà tiếp tục mà sống và phấn đấu đó cô bác. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy này, có rất là nhiều những cái đồ mà ông với bà là đi nhặt. Tận dụng lại những cái chai nhựa hay là những cái lọ chai dầu ăn mì chính hết thì ông để lại để đựng cái gì ấy không còn nỡ mà vứt đi cả. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đi qua nhưng là không có mua được cho ông là một thùng mì tôm nào. Đấy, ngày mai thì cháu Lực vào thì cháu Lực sẽ mua cho ông là thêm thùng mì tôm hay là 1-2 cân thịt đấy. Đây thì những cái chai nước mắm mà cháu Lực mua lên cho ông bà thì ông bà vẫn còn chưa có sử dụng đến đấy cô bác này. Nước mắm thì ông với bà là sẽ ăn được nhiều hơn. Cái ngôi nhà này thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều rồi. Cô bác anh chị đã cũng đã biết rằng được là cái ngôi nhà của ông thì phải nói là rất là xuống cấp cô bác. Cái ngôi nhà này thì cũng được là bên xá người ta cho ở nhờ thôi. Ngôi nhà cũ của ông thì nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những thức phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cũng đã biết rồi. Con cho cái... Cũng ở đây. À là ông chưa dùng à? Ừ. Đây là... À. Đây là có... Đây là hôm... Chờ hôm nọ à, đây là cũng mua được một cái. Ông mua đúng không? Ừ. Cái này là ông tự mua đúng không? Vâng. À, đây ông thì mua được một cái. À, đây ở đây thì cái chậu này thì ông là ông 39. Ông với bà tự đi mua 39.000 à? Ừ, 39.000 đấy. À, cái ông cái này là hàng hình như là hàng 39k hay sao cô bác ạ? 39 đấy. À, ở đây thì cũng được ông với bà là tận dụng lại để ô đây có dính đây nước ra đây hết rồi không? Đây vẫn bà đây bê nước để ông bảo với bà là bê nước để dưới kia đi đừng để lên trên giường này nhá. Đấy ông để lên trên này này, để đây này. Đấy trên này mình ngủ thì đừng có để những cái đồ nước này không may cái là mình giấm phải là ướt hết cả giường mình không ngủ được đâu ấy. Đấy bảo bà là thế. Bê nước. Đấy bảo bà là để đây này lần sau ấy. Đấy, để như này đây. Đấy, để trên này thì bà thì phải nói là bà bị rất là nặng các bác ạ. Thành ra là có những đồ dùng bà để rất là nhiều nơi mà mọi cái rất là lộn xộn. Đấy, chỗ giường ngủ của ông thì đây là những cái bao tải quần áo này của bác này. Đây là quần áo phải không ông? À chăn à? Vâng. À thế là chăn là ông mang cất đi à? Chăn là... Chăn quần châu. À... À là bây giờ là lạnh là lôi bây giờ là lạnh là mang ra dùng rồi đúng không? Vâng. Ừ. Bây giờ là phải đắp hai cái chăn rồi đấy nhở? Trường thôn vào lên xá lấy. À là được một cái à? À là bên xá cho một cái xong là con mua thêm một cái nữa đúng không? Vâng. Đây là cái này cái túi. Đây là túi gì đây không? Túi là túi để. Túi để á? Túi để khó cửa. À túi để khó cửa à? Ừ. Thế ông thì còn tiền nghìn nào không? Khó cửa đây. À khó cửa à? Khó cái cửa này đúng không? À, đang tìm chìa khóa rồi à? Đấy, ông này lại không biết là để ổ khóa ở đâu đấy. Đây. À. À là để chìa khóa này đúng không? Ừ.
Thế ông với bà thì còn tiền không? Còn tiền nghìn nào không? Tiền là hôm nọ cho hôm cô cháu bàn cho 130. Ai à, cho 130? Là ông đi làm được về à? Không. À, tiền của tiền điện ấy. Tiền điện à? Ừ. À. Tiền điện rồi. Những cái món đồ của ông thì phải nói là ông đánh đổi một vác củi để mua luôn đấy cô bác. Bây giờ thì chuẩn bị nấu cơm rồi không? Vâng. Nấu cơm chín là thả con dê. Nấu cơm chín là đi thả con dê à? Ừ, thả con dê. À. Mà tí. Thế cơm này thì bây giờ mình tối nay có ăn được không? Hay là như nào? Sáng nay nấu. Sáng nay nấu à? Ừ. Thế sáng nay nấu là ăn cơm với lại nguyên cái rau khoai lang thôi à? Vâng. Cũng ngày hai bữa. Ông với bà ăn ngày hai bữa à? Ừ. Thế là buổi sáng là không ăn nào không? Buổi sáng không ăn. À. Đó, ăn buổi sáng đi, buổi trưa đi cũng ăn. Ồ. À. Đến tôi. Thế như ông với bà thì mấy hôm nay không bán được củi thì ở trong người còn tiền không? Không còn. Không còn à? Ừ. Đấy, hôm nay thì cháu cũng không đi mua được cái gì ấy. Thì đến ngày chủ nhật thì ông dùng tiền này đi mua nhá. Vâng. Đây, con gửi ông là 100 ngàn nhá. Vâng. Đấy. Hay đến ngày chợ thì ông đi với bà là đi chợ là mua phở ấy nhá. Vâng. Vâng. Hay là mua thùng mì tôm này nhá. Vâng. Hay cất đi ông. Vâng, bố xin nhá. Vâng. Ông cứ cất đi. Vâng. Cất này cất cẩn thận nhá, không lại rơi đấy ông ạ. Vâng. 100 nghìn này nếu mà để ông mà đi làm thì làm từ từ mấy hôm thì ông mới làm được. Hôm trước ông vẫn làm việc nhẹ thì 2 ngày. Làm việc nhẹ à? 2 ngày được 100. 2 ngày được 100 à? Ừ. Ồ, thế là một ngày là được có 50 nghìn thôi đấy. Vâng. Ông ơi cất cẩn thận nhá, không lại rơi đấy nhá. Vâng. Đấy, nhưng cái túi của ông thì có vẻ như là túi này thì ai làm cho ông? Hả? Túi này ai làm cho ông? Túi này trước mua đấy. Trước mua à? Ừ. Thế mua bao tiền túi này không? 30 nghìn. 30 nghìn à? Được một vác củi đấy nhở ông nhở? Vâng. Bán một vác củi để đi mua cái túi này à? Vâng. Ông với bà thì một bữa thì nấu bao nhiêu bát? Hả? 2 bát. 2 bát à? Ừ. Là cắm một ngày là một bữa là ông với bà là ăn 2 ống này à? Vâng. Hay là một ngày luôn? Hả? Một ngày ăn 2 ống hay là một bữa? Một bữa thì. Một bữa à? Ừ. À, là ông với bà là mỗi người ăn được 1 ống đúng không? Ừ. Thế ống này thì là ống của sữa ống thọ các bác, hôm nọ thì cháu Lực hay mua sữa ống thọ cho ông bà. Vâng. Hôm nay thì cháu Lực xuống nên không có không phải là xuống các bác, mà hôm nay cháu Lực đi qua ông, thành ra là nhìn thấy ông đi qua nhà ông thì cháu Lực cũng đi vào thăm ông. Đi vào thăm ông và ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết về cái cuộc sống hiện tại của ông bà cụ xem là như thế nào cô bác. Hôm nay lên thì ông nói với cháu Lực là ốm được 2 ngày rồi. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng có gửi cho ông là
100 ngàn để ông với bà là đi chợ. Ở đây thì những cái khoản mà cháu Lực đi thăm những hoàn cảnh cũng được là chị Trần Nối Giáng My là có gửi cho cháu Lực một cái quý riêng để mà cháu Lực đi vào thăm. Trong thời gian qua thì cháu Lực cũng phải nói là xin cảm ơn chị Trần Đố Giáng My rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để đi chia sẻ những cái đi chia sẻ cho những hoàn cảnh còn là khó khăn của bác. Cái nước ấy thì cái nước vo gạo này thì mình dùng lại để làm gì không? Hả? Nước vo gạo này này không, nhưng mà lấy để lại làm gì không? Không để à? Vứt ra. À. Đón cho con dê để con dê không ăn thì. À, con dê không uống đúng không? Không uống thì vứt ra. À. Đây, những cái bữa cơm của ông bà thì rất là đạm bạc của bác. Ở đây thì có một số cô bác anh chị đã theo dõi sau không hiểu về cái hoàn cảnh của ông bà cụ thì cho cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một chút nữa. Ông với bà thì hai người đều là bị thiểu năng trí tuệ của bác, đầu óc không được minh mẫn. Bà thì bị nặng hơn, ông thì bị nhẹ hơn. Hai vợ chồng đến với nhau thì mong muốn là có cho mình thêm một người con để chăm lo cho mình về cái lúc về già đấy cô bác. Nhưng mà cái điều đấy không mỉm cười với ông bà. Thì bây giờ ông bà đã lùi thủi sống một mình, nương tựa nhau và sống. Hoàn cảnh ông bà thì phải nói là khổ nhất luôn cô bác. Khổ nhất là thôn mà hiện tại cháu Lực đang ở này. Đá như này rồi, hàng xóm xung quanh còn xa lánh ông bà nữa. Hôm nay thì đi vào thăm ông thì cảm nhận được là cái sức khỏe của ông xuống rất là nhiều. Cô bác này ốm được 2 ngày rồi. Cơm thì vẫn còn ăn ngon chứ ông? Cơm này còn ăn được à? Bơ thì một bát mì bơ thì lúc thì ăn được, không ăn được. À, thế là hai hôm nay là ông ăn được một bữa là ăn được bao nhiêu bát? Hai bữa là còn hai bát thôi. Hai bữa là mỗi bữa là một bát thôi đúng không? Ừ. Thế là nấu cơm xong là một tí nữa ông đi chăn dê đúng không? Ừ. Cũng đi thả dê chăn. Thế thì bây giờ cháu Lực sẽ cùng ông là ngồi hai ông cháu nấu cơm trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì cháu Lực cùng ông là sẽ đi chăn dê và xem là con dê của ông là tình hình như thế nào rồi các bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ mua thêm cho ông là thêm một con dê đực nữa. Nếu mà nuôi thêm một con dê nữa ông nhận thêm một con dê nữa ông có vui mừng không? Mừng à? Ở đây thì chưa có ai cho ông những cái phần quà lớn như vậy đâu nhỉ? Không. Đây thì cái bác mà hôm trước mà mua dê cho ông với lại mua chó cho ông ấy. Vâng. Thì bác lại mua cho ông thêm một con nữa đấy. Vâng. Mua cho ông với bà nhá. Vâng. Hãy để cho sau này mà ông với bà không phải là đi đâu để phối giống nữa. Vâng. Thế cái bó này đã có ai lấy chưa ông? Không. Bó này chưa có ai lấy à? Bó này trước không có ai lấy, bó nhỏ. Bó như này, cây nhỏ này nha, không ai lấy đúng không? Vâng. Phải cây to tầm này thì mới có ai lấy à ông? To như này. Bó to cái hạt này bằng cái nồi. À, bó to bằng cái nồi kia thì mới có người lấy đúng không? Vâng. À, thế là đây là ông là để phơi, để chỗ này cho nó khô rồi thì ông mới bán, người ta mới mang lấy đúng không?
Để đun. Để đun, đây là để đun à? Ừ. Thế còn trên này là để bán à? Ừ. À. Đây cũng bán này. À. Là để nó khô rồi thì mình mới bán được đúng không? Vâng. Thì là người ta mới mua đúng không? Vâng. Bây giờ không? Ừ. Bây giờ là 4:30 rồi. 4:08. Đun cái nồi này. Là nấu cơm đúng không? Nấu cơm. Xong là thả đi một tí. À, nấu cơm xong là thả dê đi một tí à? Ừ. À. Như cháu nhìn thấy sôi rồi đấy không? Sôi chưa? Ừ. Hay sôi rồi, chuẩn bị sôi rồi không ạ? Phải một tí nữa mới sôi nhỉ? Vâng. Thế bây giờ thì ông cũng là chuẩn bị là nấu cơm xong rồi cô bác ạ. Thế bây giờ là ông đi chăn dê thôi à? Vâng, đi chăn dê luôn này. Đi chăn dê luôn à? Ừ. Thế là cơm là ông cứ để như này thôi à? Vâng. À. Để. Đây thì ông lúc mà khi ra ngoài cô bác thì ông phải là rất là cẩn thận cô bác này. Những cành củi nào mà ông nó còn bén ấy thì ông sẽ dùng nước để ông dập thêm một chút nữa. Đi lâu thì mình phải dập hết rồi không? Vâng. Không là sợ là cháy nhà đấy nhỉ? Vâng. Chứ. Cái ở kia thì kệ nó chứ không? Kệ nó. À. Ừ. Đây là củi khô là một tí là... Là sợ lắm ấy nhỉ? Ừ. Cái ấm này là còn đun được nước không ông? Ấm này này. Cái... Hay là hỏng rồi? Ừ, hỏng rồi. Cái cú ông xin. À, là ông đi xin người ta về đúng không? Của ừ. người ta đúng không? Ừ. À, hình như cái ấm siêu tốc này có bác này, ấm này là ấm đun nước. Cũng được ông là đi xin người ta về là dùng thôi. Hầu như là những cái đồ đạc của ông bà thì đều được ông bà là đi xin cả. Ở đây thì những cái nào là ông dùng tiền đã mua ấy? Vâng. Cái này. Cái này à? Cái ấm đun nước này đúng không? Vâng. Cái nồi này à? Cái nồi. À. Đây, những cái có rất là nhiều những cái vật dụng mà ông bà chỉ có mua được hai thứ thôi cô bác. Còn ngoài đó ra là ông bà là đi xin hết cả. Đây, ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là ông những cái hộp mì chính của ông bà này cô bác này. Ở đây là cái mà ông bà là để cái chỗ gọi là cái bàn thì ông bà là để cơm, để thức ăn còn dư lại. Cái ngôi nhà này thì phải nói là làm từ rất là lâu rồi các bác này. Có những khe phần chỉnh tường này đã bị nứt lên rất là nhiều rồi. Phải là dùng đá để chèn vào trong. Ông bà thì không có đất là bao nhiêu cả các bác ạ. Đây thì nếu mà ông bà không có lên trong cái phần rừng này thì phải nói là hàng tháng ông bà không biết là lấy tiền đâu ra để mà mình đi mua thức ăn nữa. Ở đây là được bên thôn người ta là hỗ trợ ông với bà. Ôi, nồi cơm là sôi rồi ông. Nồi cơm của ông là sôi đấy. À, là lấy cơm nguội là đổ vào đây à? Ừ. À, là cho nó nóng đúng không? Nóng. À, những cái còn cơm nguội còn dư lại của bữa trưa
ông với bà ông không có mang vứt đi cả cô bác ạ. Ở đây thì ông với bà là còn có cả chó nữa, thành ra là ông với bà là sẽ nấu thêm nhiều hơn. Thế là một tí ông với bà là chăn, ông là đi chăn dê về là chỉ có là nấu canh là ăn nữa thôi à? Vâng. Đến tối chăn dê đến tối thì... Chăn dê đến tối à? Ừ. Chăn dê đến tối về là mình nấu canh là ăn cơm rồi đúng không? Vâng. Xào rau cái là ăn cơm đúng không? Vâng. Hay tối nay ông với bà thì ăn rau dớn cô bác này. Rau dớn này thì được ông với bà là đi vào rừng để ông nhặt về cô bác. Trước khi đi là phải khóa cửa đấy ông nhỉ? Vâng. Cái cửa hoa hồng cụ thì cũng rất là đơn sơ đúng không bác này. Đây ngôi nhà. Đây ở đây thì nhìn phần phía bên ngoài của ông cụ thì cháu Lực nhìn thấy là ông với bà đi lấy về rất là nhiều củi luôn cô bác ạ. Ở đây thì công việc chính của ông bà là đi lấy củi thôi. Hay ở cái ngôi nhà mà ông đang ở hiện tại thì phải nói là rất là hẻo lánh cô bác ạ. Ông là đi tận đâu chăn dê? Đi ra kia à? Thế đi, cháu cùng ông đi chăn dê nhá. Đi bên kia. À đi đi, ông kéo đi trước đi. Đấy, dê này thì cũng lớn lên rất là nhanh rồi cô bác này, dê ấy. Hôm nay thì cháu Lực nhìn thấy là hình như là bà con có người là được hỗ trợ về cái tách ấy cô bác. Cho nên là đi qua đường này cũng rất là đông người. Một thiên đến bữa tay á? Mấy hôm nữa thì cháu Lực sẽ mua lên cho ông cụ là thêm một con dê nữa để cho ông bà là trông. Thế là ông là hay chăn dê ở đây à? Cái xung quanh nhà của ông thì có cỏ rất là nhiều các bác, cho nên là việc thả dê này thì cũng rất là hợp lý. Đấy, bây giờ thì dần mặt trời thì cũng dần lặn rồi các bác. Đến chiều chiều thì ông bà mới đi chăn dê thôi. Thế mấy giờ thì ông lại về nhà? Đến 6 giờ. Đến 6 giờ à? Ừ. Đến 6 giờ là ông mới về à? Ừ, chân cho nó no. Cho nó no à? Cho nó no. Ông với bà thì có vẻ như là dê này là cái tài sản mà quý nhất của ông với bà rồi cô bác hiện tại ấy. Ở chỗ mà chiến đấy, xin chiến cho hoàn thái. Ở chỗ mà chiến đấy, phổ. Là có nghĩa là mình cắt cỏ cho trâu, cho dê thì nó không ăn đúng không? Không ăn. Là mình phải đi theo nó thì nó mới ăn đúng không? Vâng. Người đi lại cũng ăn. Lên đi chạm chê con dê lại kêu. Thế ông phải dắt dắt dê ra bên kia kìa. Bên kia kìa, cháu nhìn thấy.
Đấy, ở đây thì dê cũng rất là thích ăn cái lá này, gọi là cái lá ruộc hay sao không cô bác nhỉ? Cô biết là cháu Lực có nói có đúng không? Cái lá này cô bác này. Đấy, đi theo ông ở đây chăn trâu một chút cô bác. À đi chăn dê chứ cô bác ạ, đây không phải trâu, đây là dê ông nhỉ? Ừ. Thế thì cứ chuẩn bị tinh thần là thêm 1-2 hôm nữa thì cháu sẽ lại mua cho ông thêm một con dê nhá. Vâng. Hay cái người ở thì cũng ăn cỏ, người cũng ở lại cũng ăn cỏ. Hờ. Con dê này. Cái dáng người của ông thì phải nói là chắc cái độ đó được tầm hơn 30 cân đâu các bác ạ. Hai vợ chồng thì sống gọi là biệt lập luôn, ở trên này thì không có một cái ngôi nhà nào đâu các bác. Ở đây thì cái đường mà đi xuống thôn này, xuống bản này, ở bên lên trên là đi lên xá rồi. Thấy cháu Lực nhìn thấy là có những cây sao mọc thì được ông là chặt xuống, xong là tận dụng những cái cành đấy để ông mang đi bán. Còn là những cái cây to thì ông sẽ không có bán được cô bác ạ. Như ông chặt cây như này thì người ta có nói ông không? Bên thôn cán bộ có nói ông không? Không. Không à? Là người ta vẫn cho ông chặt đúng không? Vâng. À. Trưởng thôn cũng cho chặt đấy. À, thế là cái củi đấy thì mình mang đi bán thì mình có phải nộp lại cho thôn không? Cũng. Không đâu à? Cũng nộp. À. Cũng nộp chú nào. À, là không nộp thêm một cái khoản nào nữa đúng không? Cũng. Đấy. Đấy, tưởng là nếu mà ông chặt xuống lại bán bó củi là 15.000, sau này chia thôn là 15.000 thì không có được đúng không? Vâng. Đấy, một bó củi như này được, à được nhiều thì trưởng thôn không lấy tiền. À đấy, ở đây thì cháu Lực cũng xin giới thiệu cho cô bác anh chị là một chút thêm về cái sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ ở trên Hà Giang này cô bác này. Cái đồi chè này thì từ hồi nhỏ cháu Lực đến thời điểm hiện tại thì đã có rồi. Có những cây thì nó đã to, xong là nó chặt bớt đi rồi. Ở đây thì đến hàng tháng là được bên thôn người ta cho mình hái chè của bác. Thì mẹ cháu Lực là hôm đấy là bỏ ra một ngày là để đi hái luôn. Để đi hái về xong là tự sao mọi cái. Hiện tại thì ở chỗ này thì sẽ có ít cây chè một chút của bác này. Đi lên phần trên thì sẽ có rất là nhiều những cây chè như này luôn. Đấy, mẹ cháu Lực là bỏ ra một ngày để đi hái chè. Để đi hái chè, mang về xong là mọi cái là làm hết bằng thủ công luôn cô bác. Ông ơi, ra bên này chăn dê không? Ra bên này chăn dê này. Cháu ra đây trước nha. Đấy, trước kia thì cái cây sau mọc này chưa có nhiều như bây giờ. Trước kia thì còn có nguyên hẳn là một cái đồi chè như này đâu cô bác này. Thế ông thì bây giờ cũng dắt dê ra bên này rồi. Hai ông cháu là sẽ đi chăn dê một hôm cô bác. Hay gọi là đi theo ông để cùng ông đi chăn dê thôi. Chứ con dê thì nó cũng nhỏ nhỏ con đâu cô bác. Hay thì cháu Lực cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái chè San Tuyết cổ thụ ở Hà Giang. Là chính tay mẹ cháu Lực là tự đi thu mua về. Thu mua lại chè của bà con, mà khi mà bà con đi hái tươi này về cô bác này, đi hái tươi đấy, về là mẹ cháu Lực là tự sao mọi cái hết. Thì mỗi tháng mẹ cháu Lực chỉ lấy được độ tầm là độ 2 đến 3 cân thôi cô bác, không có lấy được nhiều. Đấy, thôn thì ở dưới kia này cô bác này, ở dưới kia thì có một cái thôn rất là lớn cô bác này. Nhưng mà ở chỗ này là một cái vách, mà gọi là cái vách mà rất là sâu cô bác, vách này. Hiện tại là chỉ đi đến từ một đoạn này thôi, đi xuống dưới là cái vách mà hình như là cái hùm đá rồi. Thành ra là cháu Lực không có dám đi nữa. Thì bây giờ thì cháu Lực sẽ chia sẻ một chút cái hình ảnh từ trên cao và xuống cho tất cả cô bác anh chị là cùng nhìn về cái toàn cảnh mà cái khu đồi chè này cô bác nhé.
Hãy đi lanh quanh một chút thì cùng ông đi chăn dê cũng đến chập tối rồi các bác. Bây giờ thì hiện tại là cũng gần gần 6 giờ rồi, cho nên là mấy ông cháu là chuẩn bị là phải đi về rồi các bác. Đấy, cái thời lượng thức phim hôm nay thì cũng khá là dài các bác ạ. Có lẽ cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và phải nói là trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú, anh chị đã đồng hành cùng cháu Lực và ủng hộ rất là nhiều những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ các bác. Nói là đến cái thời điểm mà ông bà này, cháu Lực cũng chia sẻ lên từ trước rồi các bác, từ lúc mà chưa đi gặp em Sử rồi. Nhưng mà do lúc đấy là kênh của cháu Lực còn bé quá nên ra là không có giúp đỡ được ông với bà. Đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng đã giúp đỡ cho ông với bà kết nối được một số cô chú anh chị là Mạnh Thường Quân, như bác Thảo Đố này, chị Trần Đố Giáng My này, đồng hành cùng cháu Lực để giúp đỡ được cho ông cụ. Đến thời điểm hiện tại thì ông cũng đã có được những cái con vật nuôi dành riêng cho mình, với lại cả ông với bà đó các bác. Cái thời lượng thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Tôi xin chào tất cả mọi người.